Dạ, chào thầy. Chào chị. Rồi các bạn, các anh chị làm bài tập theo đường link đó ha. Để mình ôn lại chút xíu trước khi mình học bài mới.
Alo, thầy sửa bài nghe các anh chị. Rồi, 31 là người ta xây dựng một cái phần mềm có khả năng là chẩn đoán bị bệnh ung thư hay là không ung thư dựa trên kết quả xét nghiệm ha. Thì để làm phần mềm này thì người ta là khi mà xây dựng xong á thì người ta lấy một bộ dữ liệu để mà kiểm tra cái tính hiệu quả của mô hình. Thì bộ dữ liệu này gồm có 1.005 bệnh nhân à. Rồi thì trong cái 1.005 bệnh nhân á thì mô hình mình là dự đoán được là 90 bệnh nhân bị bệnh ung thư và tất cả là đúng, còn một số là 915 bệnh nhân không bị bệnh ung thư á. Nhưng mà thật ra thì có tới là 910 bệnh nhân lại bị trong thực tế. À. Vậy thì chúng ta hãy xây dựng cái ma trận composite matrix cho mô hình này. Thì thật ra bài này thì cho là chỉ để các anh chị ôn lại về ma trận composite matrix thôi. À. Và thầy còn để cái nguồn để các anh chị tham khảo, các anh chị đọc lại bài này thì làm được thôi ha. Ừ. Ừ, cái bài không symmetric này mất tiêu rồi. Cái bài này, cái trang này bị chết rồi. Thì độ cái tính mà dễ nhất là độ chính xác nha. Độ chính xác là tổng số của mình là có 1.005 đúng không, độ chính xác của mình là có 1.005 và bao nhiêu người được chẩn đoán đúng, độ những người được chẩn đoán đúng là 90 người bị bệnh ung thư đúng không, và 5 người không bị bệnh ung thư, tức nghĩa là 95 người. Tức nghĩa là độ chính xác bằng 95 chia cho 1.005. Ừ. Các anh chị có hỏi gì ở đây không? Hình như phần lớn làm sai đúng không? Anh Thành đỡ độ chính xác mô hình là sai rồi. Có chị Thạch. Chị Thạch làm đúng ha. Độ chính xác là 90 cộng 5 là nào? Là 95 bệnh nhân chẩn đoán đúng. Trên tổng số là 1.005 đúng không? Để coi còn ai làm đúng nữa không nha. À. Anh chị có nghe mình nói không nè? Tập. Chị Quỳnh. Anh Quỳnh hay chị Quỳnh gì đó. Akurashi. Sai rồi. Đăng Khoa sai. Chị Kim Anh đúng nè. Ủa Kim Anh cũng sai luôn ha. Anh Thuận đúng nè. Độ chính xác bằng 90 cộng 5.
chia cho 1005. Bài của anh Nun với chị Vân sẽ giống hệt nhau, không khác nhau một chữ, với Sương Hiệp, ông Khanh này chắc copy ở đâu, không khác nhau một chữ. Thay vì thời gian mình đi copy bài người ta thì mình ngồi suy nghĩ thì hay hơn. Cái này đâu có gì đâu mà phải phải lên mạng search rồi copy gì đó. Rồi. Hình như vậy là chỉ có một hai người làm đúng thôi ha. Anh Thuận với chị Thập. Rồi tiếp ha. Câu 2. Câu 2 thì mô hình dự đoán thư rác nha. Tính thì dễ thôi đúng không các anh chị? Và sẽ sanh với gì con, các anh chị lên mạng các anh chị sợ công thức tính thì dễ, cái gì mới là khó? Cái khó là cái giải thích ý nghĩa đó ha. Cái khó là cái giải thích ý nghĩa nó sẽ khó, còn cái tính thì dễ thôi. Cái tính thì cứ gắp công thức vô là tính rồi. Precision là gì? Precision là độ chính xác nha. Độ chính xác của việc mà nhận dạng thư rác. Còn cái recall là nó có bỏ sót nhiều hay là ít. Nếu mà nó nhận dạng mà nó nhận dạng đúng nhưng mà nó bỏ sót nhiều thì cũng không được đúng không? Anh chị có thể là dùng ChatGPT để hỏi nha, để tìm câu trả lời. Các anh chị có xài ChatGPT không? Hay là các anh chị xài Google Bard? Đây nè. Ví dụ như mình hỏi là ý nghĩa của chỉ số precision trong nhận dạng thư rác. Được không các anh chị? Các anh chị học công nghệ tin mà bữa giờ có xài ChatGPT hay là Google Bard gì để tham khảo để hỏi không? Rồi tiếp ha. Rồi. Em câu hỏi mất tiêu rồi. Rồi tiếp. Câu 3. Câu A là nhiều khả năng là trong bài thi có á. Tất nhiên là con số sẽ thay đổi. Câu A làm sao các anh chị? Câu A như làm sao hết trơn rồi. Giờ này mà còn gì
Còn mô hình phân lớp bởi vì nhãn là dự báo cái chị rời rạc gì? Câu này bài này không được tính nha. Câu 3 như các anh chị làm không ai làm được hết trơn. Câu 3 là các anh chị tính cho mình hai cái chỉ số F1. Và F1 nào tốt nhất thì các anh chị chọn. Được không? Các anh chị có nghe kịp không? Các anh chị tính F1 của mô hình 1. Các anh chị tính F1 của mô hình 1 và F2 của mô hình 2. Xin lỗi, F1 của mô hình 1 và F1 của mô hình 2. Và mô hình nào có F1 nhỏ nhất, có xin lỗi, mô hình nào có F1 tốt là lớn á thì các anh chị chọn mô hình đó. Được không? Các anh chị có cần ghi lại gì đó thì ghi ha. Câu 3 nè, các anh chị tính F1. Câu 3 này không có cần dạy giải thích gì hết á. Các anh chị chỉ tính là F1 của mô hình M1 và F2 và F1 của mô hình M2. Có anh chị nào không rõ không? Câu 3 như đề học kỳ rồi cũng có cho thi ha. Thật ra câu 3 nó đơn giản lắm. Câu 3 nó đơn giản hơn câu 2 á. Câu 2 còn giải thích. Không? Câu 2 còn giải thích. Câu 3 đơn giản hơn nhiều. Ghi cụ thể là sao? Thì các chị tính F1 của mô hình M1. Tính F1 của mô hình M1 và F1 của mô hình M2. Đúng rồi anh Thành. Có cần phải ghi cụ thể hơn nữa không? Ghi cụ thể hơn nữa nghĩa là các anh chị chưa biết F1 tính như thế nào thôi. Vậy thì các anh chị chưa học bài. F1 có công thức mà. Đúng rồi, chị Bình làm đúng rồi đó. Nhưng mà mình đảm bảo là theo như cái câu hỏi của chị Oanh là câu trả lời của chị Bình cũng chị Bình cũng chưa gọi là cụ thể, tại vì chị Oanh sẽ không hiểu tại sao F1 của em mà 1 bằng 20%. Tại vì chị không có học bài thì giờ cụ thể hơn cũng vậy à. Mình không học bài cũng được, nhưng mà mình biết chỗ mình lập ha. Mình biết chỗ mình tìm. Chứ anh chị bận rộn thì mình cũng hiểu anh chị bận rộn. Nhưng mà giờ cũng không biết gì hết thì đâu có được ha. Ít nhất mình cũng phải biết chỗ mình tìm. Có người làm đúng nghĩa là trong lớp kia nội dung đó đã được giảng dạy rồi. Bây giờ mình bật lại cho 5 phút nữa để nộp bài nha. Bạn anh chị nào chưa nộp kịp thì nộp đi. Còn các anh chị nào cần ghi thì ghi hai cái con số mà chị Bình chia sẻ đó. Rồi các anh chị kiểm tra lại cái công thức F1
Với lại các anh chị ghi cái câu mà anh Thành viết á, được chưa? Anh Thành có viết cho mọi người đó, rồi số liệu thì chị Bình đã cung cấp rồi đó. Rồi được không? Thầy mới share lại đó, chị mình có cần nộp bài thì nộp ha. Thầy mới chuyển chuyển trạng thái. Rồi bây giờ tiếp theo nhé. Tiếp theo thì các anh chị thấy rằng là cái bài 3 á, tập dữ liệu nó bị vấn đề gì? Bài 3 tập dữ liệu nó bị một vấn đề là mất cân bằng nha. Mất cân bằng. Vậy thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ học cái cách xử lý cái tập dữ liệu này. Khi mà tập dữ liệu của các anh chị bị mất cân bằng thì các anh chị phải giải quyết như thế nào? Đầu tiên là các anh chị cần phải biết là dữ liệu không cân bằng là như thế nào. Là tập dữ liệu mà có hai lớp ha. Một cái lớp chứa đa số, một cái lớp là chiếm tiểu số. Thí dụ như một cái phần mềm nhận dạng thư rác. Trong mail của các anh chị thư rác nhiều hay là thư thường nhiều? Thông thường thì trong email thì chắc là thư thường nhiều hơn thư rác đúng không? Thư thường nhiều hơn thư rác. Ví dụ như là trong một cái phần mềm chẩn đoán bệnh ung thư thì người không bị bệnh sẽ nhiều hơn là người bị bệnh, đúng không? Ví dụ như trong một cái tập dữ liệu 1.000 người, giả sử như chúng ta có 950 người là bình thường và chỉ có 50 người là bị bệnh ung thư. Rồi gì nữa các anh chị? Cái gì mà một cái là rất là nhiều, một cái là ít, rất là ít. Thí dụ như là tỷ lệ nam với nữ trong mấy lớp công nghệ thông tin. Thường là trong mấy lớp công nghệ thông tin chính quy á thì nữ ít hơn nam rất là nhiều. Ví dụ như lớp 60 người thì nữ khoảng chừng 10 người, nam 50 người. Được không? Đó là những tập dữ liệu không cân bằng. Ở đây ví dụ như là các anh chị làm bài toán nhận dạng khủng bố ở sân bay thì chắc là dữ liệu về người khủng bố thì chắc là ít đúng không? 1 triệu người thì chỉ có 1-2 người là khủng bố, thì làm sao mà nhận dạng ra nó nhận dạng ra người khủng bố? Thì có một quyển sách cũng khá là hay, các anh chị có thời gian các anh chị đọc, đó là quyển Thiên Nga Đen á, anh chị nghe rõ không? Thiên Nga Đen nói về những cái việc mà xác suất cực kỳ nhỏ nhưng mà nếu mà nó xảy ra thì nó có tác hại cực kỳ lớn. Thường là thiên nga người ta thấy là thiên nga trắng chứ người ta không thấy thiên nga đen, đúng không?
Ví dụ như là ở sân bay thì chúng ta chỉ thấy là những hành khách bình thường thôi, chứ rất là hiếm là hành khách khủng bố. Hay là vừa rồi có một việc là đảo lộn cả thế giới là gì anh chị? Covid đúng không? Trước khi mà nó xuất hiện thì có ai nghĩ tới nó không? Đúng không? Trước khi nó xuất hiện thì họ gần như không ai nghĩ tới nó. Và nó xuất hiện rồi thì nó đảo lộn cả thế giới. Rồi. Thì các anh chị cần lưu ý là dữ liệu mà thí dụ như nó rơi vào là tập đa số, thì thí dụ như là chiếm 55, tập thiểu số chiếm 45, thì như thế thì không gọi là mất cân bằng nha các anh chị. Nó là khoảng chừng là từ 20% tập tiểu số chiếm 20% và tập đa số chiếm 80% thì mới gọi là mất cân bằng. Chứ mà 45 với 55 hay là 4 60 40 thì nó cũng gọi là dữ liệu cân bằng. Còn thí dụ như mà nhỏ hơn 1%, tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là tập dữ liệu đa số thì chiếm 99%, mà tập dữ liệu tiểu số thì chiếm 1%. Thí dụ như đó là bài toán mà nhận dạng thế nào là một hành khách khủng bố, đúng không? Hay là một bài hay là bài toán gì nữa các anh chị? Bài toán gì mà các anh chị sẽ gặp bài gặp phải dữ liệu mất cân bằng? Đó là gian lận thẻ tín dụng. Các anh chị có thể là lên Google các anh chị search ha, ví dụ như là gian lận thẻ tín dụng Python gì đó, nó sẽ ra code cho bài này. Thì các anh chị đồng ý là thông thường các thẻ giao dịch là giao dịch thông thường đúng không, còn những giao dịch gian lận thẻ thì cực kỳ hiếm đúng không? Do đó là dữ liệu mà ngân hàng có ha, để mà chúng ta có thể làm được phần mềm gian phát hiện gian lận thẻ đó, thì gì phần lớn là các giao dịch mà ngân hàng có là sẽ là giao dịch bình thường, và giao dịch mà gian lận thẻ chắc là nó chiếm nó nhỏ hơn 1%, thì cái tập dữ liệu đó nó bị mất cân bằng. Thì khi mà tập dữ liệu bị mất cân bằng á thì các anh chị phải sao, thì các anh chị không dùng cái độ chính xác được, anh chị đồng ý không? Thí dụ như giờ một bài toán, ví dụ như một tập dữ liệu mà có 99 người nam và một người nữ, các anh chị viết một cái phần mềm là nhận dạng giới tính qua gương mặt, các anh chị không cần viết gì hết, các anh chị nói là nam thôi hết được không? Các anh chị không cần nhận dạng gì cho, các anh chị chỉ cần ghi là đây là nam, các anh chị nói đại như thế thì độ chính xác của các anh chị là được bao nhiêu? Có phải là 99 trên 100 không? Đúng không? Tại vì chúng ta có 99 người, chúng ta lấy 99 người chúng ta test 99 nam và một nữ, đúng không? Chúng ta cứ nói đại nha. Ai cũng là nam hết. Này có phải là 99 người đúng trên 100 người không? Vậy thì là cái độ chính xác là 99% lớn không các anh chị? Các anh chị đồng ý không? Các anh chị đồng ý rằng là trong trường hợp mà dữ liệu mất cân bằng á thì cái độ chính xác á nó không còn phù hợp nữa. Nè, dữ liệu mất cân bằng độ chính xác không không phù hợp. Vậy thì lúc đó đó là người ta sẽ dùng là gì? Người ta dùng những chỉ số khác, ví dụ như chỉ số precision, chỉ số recall. Và cuối cùng là gì? Và cái chỉ số mà hài hòa giữa hai cái chỉ số này nha, đó là chỉ số F1 nha. Người ta dùng recall, precision và chỉ số F1 để đánh giá một mô hình có ổn hay là không. Là bài 3 của mình nãy đó.
Bài ba của mình là này. Rồi. Ngoài việc mà chọn những cái chỉ số phù hợp á, thì các anh chị cần phải có một số cái phương pháp khác nữa, à, một số cái kỹ thuật để cho cái độ chính xác của mô hình máy học của mình á, nó tăng lên, để cho việc mà khai khoáng dữ liệu nó được tốt hơn. Thứ nhất á, mô hình nó gọi là under sampling, under sampling nghĩa là gì? Các anh chị nhìn cái hình màu hình ở đây các anh chị hiểu không? Cái hình này nè, các anh chị có hiểu được gì không? Là cái tập dữ liệu của mình có hai lớp, một lớp màu cam với một lớp màu xanh dương, đồng ý không? Một lớp màu cam, một lớp màu xanh dương. Lớp nào là tiểu số, lớp nào là đa số? Lớp tiểu số là lớp màu cam, lớp đa số là lớp màu xanh dương, đúng không? Lớp đa số nó chiếm số lượng rất là nhiều hơn so với lớp tiểu số. Lớp màu xanh dương chiếm một tỷ số nhiều, rất là nhiều so với lớp màu cam, đúng không? Thì bây giờ mình phải cân bằng lại dữ liệu này. Mình cân bằng lại gì? Mình xóa bớt dữ liệu của lớp đa số, xóa bớt dữ liệu của lớp đa số, mình xóa ngẫu nhiên, đúng không? Và các anh chị thấy rằng là sau khi xóa là hai lớp này bắt đầu nó cân bằng lại nhau, đúng không? Đồng ý không? Đó là một một phương pháp cân bằng dữ liệu. À. Nhưng mà điều này thì nó làm gì? Nó làm cho là mất thông tin. À. Tại vì chúng ta bỏ bớt dữ liệu đi mà, đúng không? Nó bỏ bớt thì có khả năng nó sẽ làm mất mất thông tin. Phương pháp thứ hai là phương pháp ngược lại. Nói tới là phương pháp ngược lại thì các anh chị có thể là đóng mò ra là như thế nào không các anh chị? Mình nói phương pháp đầu tiên là phương pháp xóa dữ liệu của lớp đa số, đúng không? Nó còn một phương pháp nữa là phương pháp thứ hai. Và phương pháp này ngược lại phương pháp đầu tiên. Vậy thì các anh chị có thể đóng mò không? Đó là mình làm cái gì? Đúng rồi, đó là chúng ta tăng cái lớp tiểu số lên, đúng không? Chúng ta tăng cái lớp tiểu số lên. Như chị Thạch nói, chúng ta tăng lớp màu cam lên. Ừ. Thì nó có rất là nhiều cái thuật toán nha. Nhưng mà thôi, giờ mình cũng không cần hiểu chi tiết, mình chỉ hiểu cái ý tưởng chung được không các anh chị? Khi nào các anh chị cần làm thì các anh chị nghiên cứu thêm ha. Mình chỉ hiểu cái chung thôi. Bây giờ mình tăng lớp màu cam lên như thế nào? Bây giờ cái hình đầu tiên nè các anh chị. À, hình đầu tiên nó mô tả cho phương pháp nó gọi là Thomas Link. Thomas Link. Hình này cái lớp tiểu số màu cam á, là nó ít hơn so với lớp màu xanh dương, đúng không các anh chị? À. Vậy thì bây giờ người ta sẽ tìm cách để người ta thêm dữ liệu cho lớp màu cam. Ừ. À, xin lỗi. Chưa chưa. À, thầy nó lộn rồi. Cái phương pháp này á, cái phương pháp này vẫn là cái phương pháp là giảm
bỏ đi lớp màu xanh dương nha. Thầy đang đi vô chi tiết về cái phương pháp là under sampling, là giảm bớt sĩ số của lớp đa số. Ha. Ví dụ như là bây giờ mình có hai lớp là lớp màu cam và lớp màu xanh dương, thì theo những anh chị giờ mình xóa đi những điểm dữ liệu nào được các anh chị? Mình xóa đi những điểm dữ liệu nào của lớp màu xanh dương? Thì trong cái phương pháp Thomas Link này á, nó sẽ đi tìm những cái điểm mà gần với lớp màu cam và nó xóa đi. Không, tại những điểm đó nó có khả năng lộn giữa màu cam với màu xanh dương. Không, nó sẽ đi tìm, đó là những cái chỗ mà trên hình đó là gì, 1 2 3 4 8 cái chỗ mà nó khoanh tròn của nó các anh chị. Không, nó đi tìm những cái điểm dữ liệu, những điểm dữ liệu mà lớp màu xanh dương gần lớp màu cam và nó xóa đi. Tức nghĩa là cái hình bên trái là cái gì ban đầu của mình, được không? Cái hình bên ở giữa là nó đi tìm dữ liệu, và cái hình cuối cùng là sau khi xử lý. Các anh chị đồng ý mình là sau khi xử lý thì gì, lớp màu xanh dương nó nhỏ, nó bớt đi rồi, đúng không? Và gần như là nó cũng khá tương đồng với lớp màu cam. Đó là phương pháp under sampling, là bỏ bớt dữ liệu của lớp đa số. Phương pháp thứ hai thì ngược lại. Phương pháp thứ hai thì nó lại bỏ bớt dữ liệu của những điểm dữ liệu mà xa lớp thiểu số. Tập dữ liệu đầu tiên nè. Tập dữ liệu đầu tiên là tập dữ liệu ban đầu. Tập dữ liệu này là tập dữ liệu ban đầu. Rồi, thì nó sẽ tìm ra những cái điểm màu đỏ là những điểm, những điểm tô màu đỏ là những điểm mà xa với lớp màu xanh lá cây và nó bỏ đi, không? Thì sau khi nó bỏ thì mình thấy rằng là gì, điểm dữ liệu màu xanh dương với màu liệu màu xanh lá cây là nó gần tương đồng với nhau, không? Đó là phương pháp thứ hai, near miss. Phương pháp này nó ngược với phương pháp đầu tiên, đúng không các anh chị? Nó ngược với phương pháp Thomas Link ha. Phương pháp Link là nó bỏ những điểm gần, còn cái phương pháp này là nó bỏ những điểm xa. Rồi, cái phương pháp tiếp theo là như nãy chị Thạch nói là gì? Giờ chúng ta tìm cách tăng dữ liệu của lớp màu cam lên. Thí dụ như bây giờ các anh chị có, thì các anh chị viết một cái phần mềm để nhận dạng gương mặt của các anh chị học của ai rồi ta? Thí dụ như của thầy Đạo với thầy Án, không biết các anh chị có học thầy Án chưa? Thí dụ, thí dụ như các anh chị có ảnh của ảnh gương mặt, 10 ảnh gương mặt của thầy Án, nhưng mà các anh chị chỉ có một ảnh gương mặt của thầy Đạo mà thôi. Thì các anh chị, nếu mà các anh chị viết cái phần mềm để mà nhận dạng mặt thì có khả năng là phần mềm này nó sẽ nhận dạng phần lớn là nó dạng thẻ án thôi à. Thì các anh chị phải tìm cái cách để mà có nhiều dữ liệu của thầy Đạo. Thì các anh chị có thể là chụp thêm hình của thầy Đạo bỏ vô, hay là các anh chị có thể là gì, các anh chị có thể là tăng sáng ha, hay là cho ảnh tối đi ảnh sáng đi, xoay tới xoay lui ha, để sao mà các anh chị có gì, có một tập dữ liệu tương đối là cân bằng giữa hai hai người. Thí dụ như thầy Án 10 tấm thì thầy Đạo cũng 7 8 tấm, thì lúc đó phần mềm nó sẽ học tốt hơn. Thì làm sao để chúng ta tăng dữ liệu các anh chị? Chúng ta nhân mẫu lên. Chúng ta nhân mẫu lên. Tức thí dụ như là chúng ta copy copy dữ liệu cho nó tăng lên. Nhưng mà điều này nó sẽ làm gì? Nó sẽ làm cho mô hình nó bị overfitting, tức nghĩa là mô hình
nó sẽ dẫn tới học vẹt. Tại vì cái dữ liệu nó cũng gần như giống nhau, nó chúng ta chỉ copy dữ liệu nhân lên, nhân mẫu lên thôi, đúng không? Đó. Hoặc là một phương pháp thứ hai nữa là chúng ta tạo dữ liệu tổng hợp. Tạo dữ liệu tổng hợp như nãy thầy nói là gì? Chúng ta giả sử chúng ta làm một cái phần mềm nhận dạng thầy đạo với thầy án, mà các anh chị có gì 10 tấm ảnh gương mặt của thầy án và một tấm ảnh của thầy đạo mà thôi, thì chúng ta hoặc là chúng ta xin thêm ảnh của thầy đạo, hoặc là chúng ta thì tìm cách là nhân ảnh nó lên à, bằng cách là gì? Bằng cách là chúng ta là tăng tăng sáng này nọ vô à, rồi chúng ta quay ảnh này nọ vô. Thì về mặt thuật toán nó có thể nó có một số các phương pháp. Phương pháp đầu tiên là phương pháp SMOC. Phương pháp SMOC là gì? Trong hình này á là những điểm màu xanh dương á, bài này có hai lớp ha, lớp những điểm màu xanh dương và những điểm màu màu vàng. Thì chúng ta có bao nhiêu điểm dữ liệu màu vàng? Chúng ta có 3 điểm dữ liệu màu vàng mà thôi, và chúng ta có 9 điểm dữ liệu màu xanh dương, thì nó dẫn tới là dữ liệu mất cân bằng, đúng đúng không các anh chị? Một thằng là có 3, một thằng là tới 9 lần. Thì bây giờ chúng ta tìm cách để mà chúng ta xin dữ liệu màu vàng, thì chúng ta xin bằng cách nào? Chúng ta xin bằng cách là chúng ta tạo những điểm giữa những điểm màu vàng, đúng không? Đó là những điểm màu đỏ. Các anh chị có đồng ý không? Ví dụ như là điểm này sẽ điểm số 1, điểm này điểm số 2, đúng không? Đó. Thì chúng ta là gì? Chúng ta xin những điểm màu đỏ giữa số 1 và số 2. Đó là phương pháp, nó gọi là SMOC. Chúng ta xin những điểm cho lớp tiểu số. Rồi, đây là một cái ví dụ cho bài toán SMOC. Ví dụ như là hình 1 nó nói gì các anh chị? Hình 1 là chúng ta có những điểm màu đen với những điểm màu đỏ, đúng không? Chúng ta có rất là nhiều điểm màu đen, nhưng mà chúng ta chỉ có bao những điểm nào màu đỏ? Chúng ta chỉ có 5 điểm màu đỏ mà thôi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ sinh ra thêm những điểm màu đỏ bằng cách là gì? Bằng cách là tạo những điểm trên cái đường thẳng, đúng không? Ví dụ như là có hai điểm A với B, giả sử như đây điểm A, đây điểm B, thì chúng ta sẽ sinh ra những cái điểm màu xanh dương nó nằm trên đường thẳng AB, đúng không? Rồi sau đó chúng ta sinh ra những điểm gì nằm trên đường AC à, rồi chúng ta sinh ra những điểm nằm trên đường thẳng BC, nhân dân, được không? Rồi nói chung là có hai phương pháp đó. Anh nữa các anh chị thực hành thì mình sẽ có một bài thực hành về chuyện này cho các anh chị. Các anh chị có vấn đề gì hỏi ở cái bài là xử lý dữ liệu cân bằng không? Bài này thì thường đi thi thì hỏi thứ nhất câu đầu tiên là gì? Hỏi thế nào là dữ liệu mất cân bằng? Các anh chị có ghi kịp không? Thế nào là dữ liệu mất cân bằng? Các anh chị cho ví dụ. Các anh chị phải tự chuẩn bị nha. Chứ một người chuẩn bị rồi quăng bài đó cho các bạn, rồi lúc mà làm bài thi thì chỉ copy paste vô thôi thì đâu có được. Tại vì mỗi người sẽ cho một ví dụ khác nhau mà, đúng không? À, chẳng lẽ cả lớp cùng có một ví dụ chữ nghĩa giống hệt nhau, nhưng sai chính tả cũng giống nhau luôn thì sao chấm? Các anh chị nộp bài mà mình cũng không hiểu các anh chị suy nghĩ như sao, sai giống hệt nhau, chính tả cũng sai giống hệt nhau luôn, chấm phết thì giống hệt nhau hết trơn luôn. Vậy thôi, nửa phát bằng thôi, cần chỉ phát nhiều bằng, đúng không? Cho ông bằng cử nhân công nghệ thông tin được rồi, tại vì bài giống hệt nhau mà. Rồi. À, đầu tiên là định nghĩa thế nào là dữ liệu mất cân bằng ha. Cái thứ hai là cho ví dụ. Ví dụ như là gì? Thứ hư rác, thư thường. Ví dụ như là bị bệnh ung thư hay là không bị bệnh ung thư, vân vân.
Cái thứ ba là hỏi cái cách xử lý nếu mà gặp dữ liệu mất cân bằng. Xử lý sao các anh chị? Xử lý bằng cách là chọn cái chỉ số đánh giá phù hợp. Rồi cái thứ hai là chúng ta có thể là giảm bớt dữ liệu của lớp đa số, hoặc là gì, hoặc là tìm cách tăng dữ liệu lớp tiểu số, đúng không, để nó cân bằng lại dữ liệu. Ok. Nãy giờ mình qua một cái mục gọi là xử lý dữ liệu mất cân bằng. Rồi, mình học tiếp một cái bài. Là về hồi quy tuyến tính ha. Rồi, hồi quy tuyến tính. Giờ mình có một bài này, không biết các anh chị làm được không nè. Cho một mặt phẳng OXY và cho hai điểm A và B. Điểm A có tọa độ 11, điểm B có tọa độ 33. Hỏi phương trình đường thẳng qua hai điểm là bao nhiêu? Mặt phẳng OC ha. Hỏi phương trình đường thẳng là như thế nào? Hỏi đường thẳng đi qua hai điểm đó có phương trình như thế nào? Đúng rồi, y bằng a cộng b, nhưng mà cụ thể hơn là phương trình như sao? Ta có điểm a với b rồi đó. Sao gọi là bậc 1? Cụ thể hơn là phương trình sao? Y bằng gì?
Sao y bằng 2x cộng 1 được? Cử nhân sắp thành là kỹ sư công nghệ thông tin ra trường mà hỏi lại một bài toán là một phương trình đi qua hai điểm cho A bằng 11, B bằng 33 mà trả lời không được, chắc gửi tâm thư lên bộ trưởng bộ giáo dục, chắc gửi tâm thư lên bộ trưởng bộ giáo dục đề nghị là cút bằng lại hết thôi, đúng không? Cái phương trình này là chắc lớp 10 cũng đã giải được rồi đúng không? Vậy không biết là sau khi mà chúng ta học cái chương trình công nghệ thông tin ra, chúng ta biết được điều gì và động lại các anh chị được điều gì trong một cơ sở liệu, các anh chị phân tích được không? Đúng rồi, y bằng x đúng không? Chương trình này là y y bằng x. Ừ. Thì trước đây cho hai điểm chúng ta dạ chúng ta tìm được một phương trình giống như anh gì này, anh Khoa nói là y bằng ax cộng b đúng không? Chúng ta giải ra chắc chắn chúng ta sẽ giải ra được y bằng ax cộng b, a bằng bao nhiêu, b bằng bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ vấn đề á là không phải là cho hai điểm mà là cho nhiều điểm, cho nhiều điểm. Ừ, cho nhiều điểm. Ví dụ như bây giờ chúng ta có một cái tập dữ liệu, tập này là cũng chắc 30 người về dòng bụng và độ độ dày lớp mỡ. X trong bài toán này là gì các anh chị? Bài toán mà đang hiển thị trên màn hình của anh chị đó. Y là gì? X là dòng dòng bụng ha. Y là độ dài lớp mỡ. Anh chị đo thử dòng bụng mình bao nhiêu. Độ dài lớp mỡ thì chắc các anh chị đo không được, phải vô bệnh viện đo đúng không? Thì cái hình trên màn hình của anh chị á, nó là dữ liệu của khoảng chừng 30 bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân mình đo dòng bụng như lọc dày lọc mỡ. Thí dụ nha cái người đầu tiên, ví dụ như người này, cái người mà thầy phanh đỏ nè các anh chị, dòng bụng là bao nhiêu, độ dày lớp mỡ là bao nhiêu? Dòng bụng là 63, 64 đúng không? 64 cm. Và độ dày lớp mỡ là 10 hay nhiêu đó, đúng không? Được không? Ừ. Khi mà có một cái tập dữ liệu như thế này, các anh chị cần phải coi coi là nó có mối quan hệ tuyến tính hay là không. Đây là câu quan trọng trong ngày hôm nay nha các anh chị. Khi mà nhìn một cái tập dữ liệu, các anh chị cần phải coi nó có mối quan hệ tuyến tính hay là không. Các anh chị có thấy là cái tập dữ liệu này nó có mối quan hệ tuyến tính không? Tức nghĩa là nó gần như nó có một cái đường ẩn, nó có một cái đường thẳng ẩn ẩn trong này đúng không các anh chị? Đúng không? Ừ. Thì cái tập dữ liệu này á, giữa x và y nó có mối quan hệ tuyến tính với nhau. Các anh chị coi thử giùm thầy coi. Đây là ba cái mối quan hệ nè. Cái hình bên cái là có mối quan hệ tuyến tính. Mà tuyến tính này là tuyến tính gì các anh chị? Tuyến tính thuận.
Tín thuận là sao? Tín thuận là khi x tăng thì y tăng. Đó. Thí dụ như bài gì là tín tín thuận? Thí dụ như cái bài này, dòng bụng tăng thì độ dày lớp mỡ tăng là tín tín thuận. Đó. Còn cái hình B là tín tín ngược, tín tín nghịch, là khi mà x tăng thì y giảm, đúng không? Khi x tăng thì y giảm. Ừ. Trong cuộc sống có cái nào tính tính nghịch không các anh chị? Ví dụ như giữa nhiệt độ sấy với thời gian sấy, chúng ta sấy một món mà với nhiệt độ càng cao thì thời gian càng thấp, đồng ý không? Và nếu mà chúng ta sấy với nhiệt độ thấp thì thời gian sấy càng cao, đúng không? Đó là hai hình đầu tiên, tuyến tính thuận và tuyến tính nghịch. Còn cái hình thứ ba là phi tuyến, đúng không? Và cái đường màu đỏ là một đường parabol chứ không phải bằng đường y bằng s cộng b, đúng không? À, hôm nay các anh chị sẽ học cái cách, ví dụ như cho những cái điểm dữ liệu, giả sử ở hình A nha các anh chị, ví dụ như cho các anh chị những cái điểm màu xanh này nè, à, thì các anh chị sẽ giải ra được một phương trình y bằng ax cộng b, và các anh chị sẽ tìm ra được a là bao nhiêu, b bằng bao nhiêu, được không? Các anh chị sẽ tìm ra được y a bằng bao nhiêu, b bằng bao nhiêu. À, giống như bài này, cho các anh chị một cái tập dữ liệu gồm 30 bệnh nhân, à, gồm 30 người, giống 30 bệnh nhân 30 người về dòng bụng và độ dày lớp mỡ. Thì ở bài này các anh chị sẽ đi tìm được phương trình gì? Phương trình y bằng ax cộng b. Với x là gì các anh chị? X là gì? X là dòng bụng, y là độ dày lớp mỡ. À. Và các anh chị đưa tập dữ liệu này vô, các anh chị sẽ đi tìm được gì? Các anh chị sẽ tìm được a bằng bao nhiêu, b bằng bao nhiêu. À. Bài này thật ra các anh chị cũng đã học rồi ở môn gì? Môn máy học, nguyên lý máy học ha, máy học ứng dụng. Rồi. Ví dụ như cho một cái tập dữ liệu giữa cái là chỉ số BMI và huyết áp tâm thu. Ha. Ở đây không biết có anh chị nào là bác sĩ hay là trong bệnh viện không có hiểu huyết áp tâm thu không? Thầy cũng không có biết cái chỉ số này. À. Nhưng mà đây là một cái nghiên cứu của ngành y. Người ta thu thập dữ liệu của bệnh nhân và người ta sẽ có, khi mà người ta vẽ lên bản đồ thì được gì nè. Thì giờ câu hỏi đầu tiên của các anh chị là hai cái tập dữ liệu này có mối quan hệ tương quan với nhau không? Theo các anh chị có mối quan hệ tương quan tuyến tính với nhau không? Câu trả lời là không ha. Với cái tập dữ liệu như thế này thì hai cái đại lượng này nó không có mối quan hệ tuyến tính với nhau. Rồi. Cho hỏi cái nếu mà cái thầy nhìn qua cái biểu đồ nó rồi mình xét cái điểm tập trung với cái vùng không tập trung đó này. Sao? Giống như mình nhìn trên cái biểu đồ đi là trục tung là
BMI chụp hình là huyết áp đi, nhưng mà thầy nhìn nó là cái nó tập trung vào một cái điểm đó, rồi các điểm kia còn lại nó phân tán ra, thì nó không có cái nói chung cái cách mình nhìn cái biểu đồ thôi. Ví dụ như biểu đồ này thì mình thấy rằng là như nó không có đường thẳng, đúng không? Nó không có đường thẳng. Bây giờ thầy cho các bạn nhìn một một số cái biểu đồ khác nữa nha. Ví dụ như biểu đồ này. Biểu đồ này là nói lên mối quan hệ giữa chiều cao với cân nặng. Các anh chị có đồng ý với biểu đồ này là dường như là có một cái đường thẳng, nó thể hiện mối quan hệ giữa chiều cao đường thẳng, đúng không? Đúng không? Có thể là không phải là một đường thẳng bon được, nhưng mà nó sẽ có một đường thẳng đi xuyên qua các điểm như thế này nè. Đồng ý không? Rồi thí dụ như một bà này là cái tập dữ liệu người ta nghiên cứu trong ngành giáo dục á, về cái giờ ôn tập và điểm. Theo như các anh chị thì cái tập dữ liệu này nó có mối quan hệ giữa cái giờ ôn tập và điểm không? Các anh chị thấy là có một cái đường thẳng nha, có khả năng có đường thẳng đó không? Đường thẳng y bằng ax cộng b á. Thì điều đầu tiên á, các anh chị phải khi mà nhìn cái hình á, các anh chị cần phải thấy được nó có đường thẳng đó. Và khi mà nó có đường thẳng đó thì các anh chị sẽ dùng cái hội quy tuyến tính. Còn dùng như thế nào thì nữa các anh chị thực hành. Thật ra các anh chị gọi cái hàm lên. Và khi đó thì là gì? Thì khi đó các anh chị giải ra y bằng s cộng b. Thì các anh chị sẽ đi tìm ra được gì? Với tập dữ liệu này các anh chị sẽ đi tìm ra được gì? Các anh chị sẽ tìm ra được là A bằng bao nhiêu và B bằng bao nhiêu. Được không? Ví dụ như bài này người ta cuối cùng ta tìm ra được gì nè các anh chị? Người ta tìm được phương trình này nè. Y bằng 50.53 cộng 3,82x. X là gì? X là số giờ ôn và Y là điểm. Đúng không? Với tập dữ liệu này thì người ta tính ra được một một một, một cái phương trình tuyến tính là như thế. Được không? Ví dụ như đây là tương quan dương nè, giữa kích thước và trọng lượng. Các anh chị có đồng ý với thầy rằng là kích thước càng lớn thì trọng lượng càng càng cao, đúng không? Ví dụ như một cái gói hàng đi, kích thước càng lớn thì có khả năng là trọng lượng càng nặng, đúng không? Đây là nói tương quan dương, còn đây là nói tương quan âm giữa thời gian sấy và nhiệt độ sấy. Nhiệt độ sấy mà càng thấp thì thời gian sấy càng cao. Đúng không? Rồi, đây là một cái tập dữ liệu không có tương quan. Đúng không? Không 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 có tương quan. Thì các anh chị phải nhìn ra được này này nha. Phải nhìn ra được cái điểm dữ liệu này. Khi mà các chị làm đồ án á, các anh chị phải phân tích được mấy chuyện này. Các anh chị phải dựng được cái bản đồ dữ liệu. Rồi các anh chị phải nói. Rồi. Trong code á thì nó vẽ sẵn cho mình luôn các anh chị. Các anh chị chỉ cần gọi một cái hàm là nó tính sẵn luôn và nó hiển thị ra luôn là con số luôn. Trên hình các anh chị đang xem, các anh chị cần lưu ý 3 điểm. Theo các anh chị là lưu ý những điểm nào, những hình nào? Những hình nhỏ nào trong cái hình lớn mà các anh chị đang đang thấy trên màn hình các anh chị?
Điểm đầu tiên là tương quan âm nè, đúng không? Là trừ 1. Điểm thứ hai là tương quan dương là cộng 1. Và điểm thứ ba là điểm nào các anh chị? Là điểm không có tương quan là 0. À, có giá trị bằng 0 là không có tương quan. À, tất nhiên là chắc dữ liệu thực tế thì không có cái điểm nào mà cộng 1 đâu. Dữ liệu thực tế thì chắc là nó nằm ở đâu cái khoảng này nè. 0.7, 0.8 nè. Được không? À, thí dụ như là hai thằng đó có tương quan dương thì chắc là dữ liệu thường thường là nó là như thế này. Chứ nó ít khi nào mà nó đẹp mà nó được 1 lắm. Đúng không? Thì các anh chị nhìn cái này, các anh chị có thấy là tất cả các điểm dữ liệu làm như nó tập trung trên đường thẳng. Các anh chị đồng ý không? Hoặc là ngược lại là gì? Chỗ này nè, trừ 0.8 với 7 nè. Được chưa? Các anh chị nhìn cái hình các anh chị có thể là đã xác nhận được là nó có tương quan với nhau không? Còn nếu mà các anh chị lập trình á, thì nó sẽ có cho các anh chị con số luôn. Ha? Con số có tương quan và tương quan dương là số 1 hoặc là số 0.7, 0.8 gì đó. Còn không có tương quan thì là số là gì? Trừ 1 hoặc là cộng 0.1, 0.2. Còn tương quan âm á, thì nó là gì? Trừ 0.8, trừ 0.7. Ha? Rồi. Thì hôm nay mình học á, là gì? Là dựa trên một cái điểm dữ liệu, dựa trên một cái tập hợp dữ liệu, mình cần phải xây dựng được cái phương trình hồi quy. Ha? Dựa trên một tập dữ liệu, mình cần phải xây dựng được một phương trình hồi quy. Đây, thí dụ như này. Ví dụ như đây là bài toán kinh điển nhất của cái bài toán hồi quy tuyến tính là gì? Giả sử như các anh chị là thí dụ nhân viên của đất xanh đi. À, các anh chị có một cái tập dữ liệu của 1.000 căn nhà đã được bán. Ừ. Và 1.000 căn nhà đó là gì? Giả sử như các anh chị, dữ liệu các anh chị đơn giản thôi. Là gì? Nhiệt là cái diện tích và giá bán. Đúng không? Diện tích và giá bán thì các anh chị dựng lên một cái bảng, một cái mặt phẳng OSI trục tung trục vành giống như nãy anh nói vậy đó. À, thì các anh chị thấy rằng là gì, mấy cái giá trị này là dường như là nó là quan hệ tuyến tính nhau, đúng không? Các anh chị thấy có một cái đường thẳng ẩn trong nó. Rồi trước khi mà đi tiếp á, thì bây giờ mình quay lại tí xíu những cái câu mà hỏi quan trọng trong cái môn này. Trong môn này quan trọng là gì? Đây. Trong môn này quan trọng nhất là các anh chị phải hỏi, phải trả lời được là dự báo cái gì? À các anh chị, bài này mình dự báo cái gì? Đây là những câu hỏi mà các anh chị nên cần phải trả lời được khi mà các anh chị làm đồ án nha. Thầy đã soạn danh sách đề tài cũng gần xong rồi. Buổi học sắp tới chắc thầy sẽ công bố đề tài để các anh chị chọn. Mỗi đề tài chắc hai nhóm thôi. Nhóm nào chọn sớm thì được, nhóm nào chọn trễ thì phải chọn đề tài khác. Thầy có một cái phần mềm, các anh chị chọn trễ nó không có cho các anh chị chọn đâu. Rồi, đầu tiên các anh chị phải dự báo, phải xác định là dự báo cái gì. Theo như các anh chị, bài này là dự báo cái gì? Các anh chị là nhân viên của đất xanh, các anh chị có dữ liệu là gì? Là giá nhà và diện tích của 1.000 căn hộ mà các chị đã bán. Vì bài này dự báo cái gì? Dự báo là dự báo giá nhà, đúng không? Chúng ta sẽ đi tìm, chúng ta phải xây dựng mô hình nó có khả năng là dự báo giá nhà của những căn mới nha. Tất nhiên là những căn mới, chứ những căn đã bán thì đã có giá rồi, đúng không? Dựa trên đâu các anh chị? Dựa trên thông tin gì? Chúng ta dựa vào cái nhà dựa trên thông tin gì đối với tập dữ liệu này? Dựa trên diện tích. Chúng ta dựa vào cái nhà dựa trên diện tích.
Vậy thì đầu vào là gì và đầu ra là gì? Các anh chị học công nghệ thông tin, các anh chị cần phải trả lời được câu này ở tất cả các bài toán luôn nha, chứ không phải chỉ có bài toán này thôi nha. Tất cả các bài toán, các anh chị cần phải trả lời được là bài toán này là đầu vào là gì và đầu ra là gì. Đầu vào là gì? Đầu vào của bài toán này là diện tích. À, đầu vào là diện tích, đúng rồi. Đầu ra là giá nhà, đúng không? Đầu vào là đầu ra là giá nhà đó. Thì sắp tới thầy cung cấp cho các anh chị cái tập dataset, các anh chị phải trả lời mấy câu hỏi này nha. Còn nếu mà tập dataset nào mà các anh chị trả lời không được á thì các anh chị đừng có chọn nha. Các anh chị đọc qua tập dataset, các anh chị phải xác định được bài này là đầu vào là gì và đầu ra là gì. Ví dụ như đầu vào của bài toán Iris là gì hả anh Khoa, nhớ không? Bài toán Iris mấy bông hoa dương dĩ, đầu vào là gì và đầu ra là gì? Đầu vào là bốn thuộc tính, đúng không? Chiều dài cánh hoa, chiều rộng cánh hoa, chiều dài đài hoa, chiều rộng đài hoa, gì đó, bốn 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 thuộc tính. Đầu ra là gì? Đầu ra của bài toán đó là gì? Đầu ra là loại của bông hoa, đúng không? Mà bông hoa Iris có ba loại, đúng không? Đó, mình cần phải xác định đầu vào là đầu ra. Và đầu vào của bài toán và đầu ra của bài toán này là kiểu dữ liệu gì? Rời rạc hay liên tục? Đầu ra của bài toán này là kiểu dữ liệu liên tục, đúng không? Kiểu liên tục tại là giá mà, đúng không? Vậy thì bài toán này là bài toán hồi quy, đúng không? Đó. Thì đây là cái slide mà đầu buổi đầu tiên thầy có nói với các anh chị. Hôm nay thầy nói lại nữa. Các anh chị cần phải xác định đâu là X và đâu là Y. X là gì? X là đầu vào, Y là đầu ra. Và nếu mà Y là rời rạc thì các anh chị làm bài toán phân lớp, và Y là liên tục thì các anh chị làm bài toán hội quy. À, bài toán phân lớp, những cái giải thuật các anh chị học là dài dài giải thuật gì còn còn nhớ không? Ví dụ như là KNN, đúng không? Cây quyết định, đúng không? BZ, dần dần, đúng không? Đó. Bạn hôm nay chúng ta học bài toán hồi quy. Rồi. Rồi bây giờ bài toán hồi quy thì không yêu cầu các anh chị phải giải ra. Nhưng mà gì? Yêu cầu các anh chị là cho một cái bài toán. Thì các anh chị cần phải xác định bài toán đó có những cái thành phần nào. Thí dụ như là giờ quay lại bài toán dự báo giá nhà, thì các anh chị cần phải xác định được đâu là phương trình của bài toán này. Bài toán này sẽ có phương trình gì? Y bằng AX cộng B. Bài toán này có phương trình Y bằng AX cộng B. VX là gì? VX là diện tích và Y là giá nhà. Và trong cái môn này người ta viết là H bằng theta 0 cộng theta 1 x1. Không, x1 là gì? X1 là giá nhà ha. Rồi, đó là bài đơn giản nhất. Thì để mà xây dựng một cái phương trình đường thẳng thì khi mà cho một cái tập dữ liệu này thì rất là khó để xây dựng một cái đường thẳng, đúng bài hồi nãy cho A với B tìm một đường thẳng đi qua hai điểm, phần lớn là các anh chị hồi nãy trả lời không được, nhưng mà một số anh chị trả lời được. Và tại các anh chị có thể là các anh chị quên cái cách đi tìm đi tìm đường thẳng, nhưng mà giờ các anh chị nếu cần thiết các anh chị lên mạng, các anh chị search, các anh chị học lại qua, các anh chị vô lớp 10, 10, 10, 11 các anh chị học lại thì các anh chị sẽ giải ra được, đúng không? Nhưng mà hiện giờ bài của mình nó không phải đi qua hai điểm, mà bài của mình là gì? Đi qua nhiều điểm. Các anh chị hiểu cái sự khác biệt giữa cái bài toán này với bài toán ngày xưa các anh chị làm không? Bài xưa nó đơn giản hơn, nó chỉ là hai điểm mà thôi. Nhưng mà giờ nó nhiều điểm thì sao? Trong mấy cái đường thẳng này, đâu là đường thẳng tốt nhất đi qua những cái điểm đó các anh chị? Theo như các anh chị, đường thẳng nào là đường thẳng tốt nhất?
có phải là cái đường giữa này có vẻ như là nó tốt hơn mấy cái đường khác không, đúng không? À. Rồi bây giờ tìm phương trình đường thẳng đi qua hai điểm AB thì dễ rồi, đúng không? À. Hồi xưa mình đã học cái cách giải, à, giờ thầy không nói lại cách giải đưa phương trình thẳng đi qua hai điểm nha. Nhưng mà thí dụ như giờ phương trình đi qua bốn điểm này có không? À, tất nhiên là không thể nào mà có một cái đường thẳng mà đi qua được bốn điểm, à, nhưng mà nó gần đi qua thì có, à, và bây giờ nhiều điểm hơn nữa, nhiều điểm hơn bốn điểm nữa, à, thì đó là gì? Đó là người ta tìm một cái phương trình sao cho gì? Sao cho là có sai số, tổng sai số là nhỏ nhất, à, tổng sai số là nhỏ nhất. Ví dụ như là chúng ta có điểm D1 như thế này, à, sai số giữa cái đường màu đỏ với điểm D1 là cái đoạn gạch này nè các anh chị, à, được không? À, sai số giữa cái D1 với cái đường màu đỏ là cái đoạn D1. Ừ. Sai số giữa D2 với đường màu đỏ, à, là cái đoạn này. D3, DN. Và người ta tìm một cái đường mà tổng sai số này là nhỏ nhất. À, tất nhiên là nó có thuật toán. Nhưng mà giờ không yêu cầu các anh chị phải học cái thuật toán đó. À, chứ thật ra có. À, có. Người ta đi tìm được cái đường thẳng sao cho tổng sai số là nhỏ nhất nha. Rồi. Thí dụ như bây giờ thầy có 4 điểm này nha. Điểm A, điểm B, điểm C, điểm D. À, bây giờ thầy giả sử như thầy có một cái phương trình y bằng x đi các anh chị, thì các anh chị tính được tổng sai số không, tổng bình phương đó, tổng sai số của bốn điểm này đối với phương y bằng x là tính được không, thì tính như thế nào? Mình tính là y bằng x ha. Và cái điểm A, sai số đó điểm A là bao nhiêu? Sai số đó điểm A là bao nhiêu? Mình đang tính phương trình y bằng x nha. Và đối với điểm A, A là gì? A bằng 1, 2 đúng không? A bằng 1, 2. Vậy thì sao? Khi x bằng 1 thì y bằng bao nhiêu? Y bằng 1. Đó. Khi x bằng 1 thì y bằng 1. Mà thật sự á, là gì? A thì y nó tới bằng 2 lần, đúng không? Thì giống như hình này nè. Cái đường màu đỏ là đường y bằng x, à, y bằng x. Rồi. Vậy thì sao? Vậy thì sai số đó thì điểm A, à, là cái đoạn màu xanh lá cây này là bằng 1. Rồi. Còn cái điểm B. Điểm B 24. Điểm B là 24. Vậy thì theo các anh chị cái đoạn này là bao nhiêu? Điểm B bằng 24. Bằng 2, được không? Các anh chị có hiểu tại sao nó bằng 2 không? X bằng 2 thì y bằng 2. Chỗ này bằng 2 nè, đúng không? Chỗ này bằng 2. Thì cái đoạn này là 2. À, là 2. Rồi tới cái đoạn, cái B, cái điểm C. 3, 1,5, đúng không? Này là 3, 1,5 nè. 3, 1,5. Vậy thì cái đoạn này là bao nhiêu? Cái đoạn này bằng 1,5, đúng không? Cái đoạn này, tại vì x bằng 3 thì y bằng 3, đó. Là cái điểm này bằng 3 nè, đúng không? Đó.
thì cái độ dài này là 1,5. Được chưa? Thì khi mà đó chúng ta tính ra được là bài A, điểm cuối cùng và bình phương lên là chúng ta được là tổng bình phương là 7.9. Trong khi đó chúng ta tính được, ví dụ như chúng ta tiếp bài tiếp theo là gì? Chúng ta tính tổng bình phương đối với là 2.5. Chúng ta giả sử như có đường thứ hai là 2.5. Đúng không? Thì khi mà 2.5 thì tổng bình phương của cái đường này là nó là 3.44. Vậy thì theo như các anh chị là gì? Đường nào tốt nhất trong hai đường này? Đường nào tốt để mô tả là nó đi qua được bốn điểm này, bốn điểm A, B, C, D nè, là đường Y bằng 2.5, đúng không? Tại đường này có tổng bình phương là nó nhỏ nhất. Tổng bình phương của đường này nó chỉ là gì? Nó 3.4 thôi, đúng không? Còn đường kia tới 7.9, đúng không? Thì người ta đi tìm, người ta có thuật toán để làm sao mà gì? Cái tổng bình phương này là tốt nhất, được không? Cái này là thầy mới minh họa là hai đường thôi, để các anh chị biết là đường nào tốt hơn đường nào ha. Còn nó thuật toán, nó có thuật toán để đi làm tốt nhất. Rồi, thì thí dụ như cái bài hồi nãy về dòng bụng với độ dài lớp mỡ á, thì cuối cùng người ta tìm ra được một cái phương trình y bằng trừ 215 cộng 3.4x. Bây giờ điều tiếp theo là đòi hỏi các anh chị phải hiểu cái phương trình này. Anh chị hiểu phương trình này không? Hiểu là các anh chị trả lời được câu này nè. Dòng bụng tăng 1 cm thì sao? Hả? Là dòng bụng tăng 1 cm thì độ dày lớp mỡ như thế nào? Đây là câu hỏi nữa thì như thế ha. Ví dụ như cho một phương trình hỏi là khi x tăng lên 1 thì y tăng như thế nào? Cụ thể hơn giống như bài này. Dòng bụng tăng 1 cm thì như thế nào? Thì độ dày lớp mỡ thay đổi như thế nào? Các anh chị nào xung phong trả lời để thầy giải cho cả lớp không? Dòng bụng tăng 1 cm thì độ dày lớp mỡ thay đổi như thế nào? Phương trình là có trên màn hình của các anh chị á. Trả lại thử cái thầy. Ừ. Tại vì em thấy cái dòng bụng là 1 cm mà 1 cm là tương đương với ít đó thầy, mà ít nhân vô vậy thì nó đâu có giá trị gì đâu, nên là y nó sẽ giữ nguyên cái thầy. Đâu có phải. Y sao giữ nguyên được? Khi x tăng 1 sao y giữ nguyên? Bây giờ là thầy giả sử như thầy có một phương trình đơn giản hơn. Ví dụ như phương trình thầy 3x cộng 1 đi. Giờ thầy hỏi em là x tăng 1 thì y tăng bao nhiêu? Giờ em trả lời không được đúng không? Em trả lời không được thì em trả lời như thế này. Khi x bằng 0 thì y bằng bao nhiêu? Và x bằng 0 thì y bằng 1. Đúng rồi, khi x bằng 1 y bằng bao nhiêu? Y nó sẽ tăng lên nữa nhưng mà không biết cái giá trị là bao nhiêu thầy. Sao không biết? Em thấy vô trời em là kỹ sư công mà em tin mà giờ thay thế vô. X bằng 1 3 nhân 1 cộng 1 mà nói không biết thầy xỉu thiệt luôn đó. Trời. Rồi. Phương trình này cho x mà còn nói là y tăng luôn. Nó còn tệ hơn là sinh học sinh cấp 3 nữa đúng không? Rồi khi x bằng 2 thì y bằng bao nhiêu? X bằng 2, 3 nhân 2 là 6, 6 1 7 thầy. Vậy thì khi x tăng 1 thì y tăng bao nhiêu? 1. Vậy là mỗi một lần nó sẽ tăng lên 3, đúng không mày? Đúng rồi, vậy thì cái phương trình ở bên dưới thì nó cũng vậy thôi.
Chị Bích Yến trả lời được không? Phương trình dòng bụng khi x tăng lên 1 cm, tức nghĩa là giờ khi nó thô thiển hơn là chúng ta mọc bụng, nó phì ra 1 cm, thì lớp mỡ của mình tăng bao nhiêu? Tăng 3,4 đúng không? Đúng không? Tăng 3,4 đúng không? Khi x tăng 1 cm thì độ dày lớp mỡ tăng 3,4. Đồng ý không? Đây là như là một nghiên cứu khoa học bên y hay gì đó nghe. Bài này như thầy lấy từ của đại học y nào đó quên tiêu rồi. Nữa sau này chú ý nha. Thử coi. Giờ vô bệnh viện đo độ dày lớp mỡ đi, rồi ăn nhiều vô, sao nó tăng 1 cm. Coi thử coi độ dày lớp mỡ. Được không? Hiểu khi mà người ta cho một phương trình, hiểu không? Giống như bài hồi nãy, ví dụ như bài này đây, phương trình giữa thời gian của ôn tập và điểm thi. Giờ anh nào hồi nãy xung phong trả lời mặc dù bị thầy la không biết cộng trừ, giờ trả lời thử cho thầy nghe thử coi. Khi mà một tăng một giờ ôn thì điểm tăng, điểm thay đổi như thế nào? Khi tăng một giờ ôn thì nó điểm sẽ là tăng lên là 3.82. Đúng rồi, đúng, chính xác. Đó. Thầy đem cái bài này vô thi. Cái ông có anh chị viết là khi x tăng 1 thì y tăng 3. Các anh chị nói gì phương trình y bằng 3x cộng 1. Cái phương trình y bằng 3x cộng 1 chỉ là một cái ví dụ để dễ hiểu hơn thôi nha. À, đúng không? Tại vì thầy cho số chẵn đó cho mọi người dễ hiểu hơn. À, chứ không phải là tăng lên 3 nha. Mà anh hồi nãy trả lời đúng á, tăng 3,82. À, chờ này tí xíu thì mở thêm một bài tập nữa cho mọi người làm cho chắc ăn cái nha. Khoảng chừng 3:30 mình nghỉ bài tập. Rồi bài này, ví dụ bài này cho thi thì trả lời sao? Có ai xung phong gõ vô đi, thầy sửa cho cả lớp ghi lại. Rồi đúng rồi ha. Còn nếu mà tốt hơn nữa thì phải thêm đơn vị vô nghe anh Thuận. Đơn vị là gì? Gram đúng không? Đơn vị sao cm vô. Thôi, gram chứ. Trọng lượng não mà. Rồi nó có một cái phương trình tự nhiên
phương trình trả lại xíu nha, phương trình giữa chỉ số GDP và thất nghiệp. Rồi nó có, thầy quên lên cái phương trình đó rồi, nhưng mà nó có một cái phương trình như thế này nè. Thí dụ thôi nha. Thí dụ y bằng trừ 3x cộng 1. À, có phương trình như thế này. Hỏi x tăng 1 thì y thay đổi như thế nào? Ai xung phong gõ vô đi. Thầy sửa cho. Khi x tăng 1. Sai rồi chị Yên ơi. Dễ nhất là cuộc đời mọi người làm là sao? X bằng 0, y bằng bao nhiêu? Đúng rồi, anh Thuận làm đúng rồi. Chứ không phải trừ 2 đúng không anh Thuận? Trừ 3 chứ không phải trừ 2 đúng không? X bằng 0, y bằng... y bằng 1. Đồng ý không? X bằng 1, y bằng trừ 2. Được không chị Yên? Yến chứ, xin lỗi. X bằng 2, y bằng 5, đúng không? Giảm 3 chứ không phải giảm 2 đúng không? Khi x tăng 1 thì y giảm 3. Hoặc là thầy Hà nói ngược lại, khi x giảm 1 thì y thay đổi như thế nào? Được chưa? Ha. Rồi tiếp. Rồi, nãy có giờ có ai hỏi thầy ơi gì dự đoán giá nhà gì mà dựa trên diện tích đúng không? Dự đoán giá nhà sao dựa trên diện tích được, sao đơn giản quá vậy thầy đúng không? Rồi thí dụ như vậy thì sao? Vậy thì bây giờ thí dụ dự đoán giá nhà. Rồi, ví dụ như là dữ liệu nó phức tạp hơn nha. Nó có phòng ngủ nữa. Vậy giờ mọi người trả lời lại những câu hỏi kinh điển giúp thầy đi. Cho tập dữ liệu như hình bên trái nè, bên phải nè. Vậy dự đoán cái gì? Bài này cũng là dự đoán giá nhà ha. Dựa trên thông tin gì? Được không? Dựa trên là diện tích và số phòng ngủ, đúng không? Đó, chỉ trên diện tích và số phòng ngủ. Tức nghĩa là ở đây có bao nhiêu x, ở đây có x1 và x2. Được không các anh chị? À, cái này là x1 nè. Cái này là x2 nè. Giá nhà là y nè. Và các anh chị phải hình dung trong đầu của các anh chị cái phương trình này nha. Mình không yêu cầu các anh chị giải ra được nha. A bằng bao nhiêu, B bằng nhiêu, hay là theta 1 bằng bao nhiêu, theta 2 bằng nhiêu. Mà mình yêu cầu các anh chị là khi mà cho một cái tập dữ liệu, các anh chị phải hình dung ra là cái phương trình như thế này. Được không? Các anh chị phải hình dung ra là cái phương trình như thế này. Rồi. Rồi họ về phương pháp hầu quy thì nó có hai bài toán. Một là hầu quy tuyến tính.
Ví dụ như giờ cho các anh chị một cái điểm, các cái điểm màu đen nè các anh chị, mà các anh chị vẽ cái đường thẳng là các như chất quốc rồi đúng không? Trong khi đó các anh chị thấy là mấy cái điểm này hình như nó nằm ở trên đường parabol đúng không? Thì các anh chị dùng cái phương pháp hồi quy phi tuyến thì chính kết quả sẽ chính xác hơn, đúng không? Các anh chị phải phải dùng cái phương pháp hồi quy phi tuyến. Bài này các anh chị dùng hồi quy tuyến tính thì thật ra nó cũng ra nữa, nhưng mà cái con số nó hơi vô nghĩa, nó không phản ánh đúng được cái phương trình của bài toán. Rồi bước tiếp theo nữa là yêu cầu các anh chị phải biết tính là độ độ sai số, độ sai số. Độ sai số là mấy cái đường hồi nãy thầy nói các anh chị. Thí dụ như cái bài toán này, thí dụ như bài bài toán này nè, thí dụ như cái đó 4 điểm A B C D nè, và các anh chị có cái đường hồi quy y bằng x, thì cái độ sai số giữa cái đường y bằng x với điểm A là bao nhiêu? Độ sai số giữa đường y bằng x đó điểm B là bao nhiêu? Độ sai số giữa đường y bằng x đó điểm C là bao nhiêu? Được không? Bài này thật ra các anh chị học rồi chứ không phải là chưa học. Các anh chị coi lại nha. Cái slide này thầy cũng lấy từ cái máy học ứng dụng ra mà thôi, chứ không phải là slide mới đâu. Rồi bây giờ mình ngừng ở đây. Các anh chị về các anh chị coi lại slide máy học ứng dụng. Bây giờ là yêu cầu các anh chị những cái điểm sau đây thầy chốt lại nha. Thầy chốt lại là đầu tiên các anh chị phải nhìn cái hình, các anh chị cần phải mường tượng nó là cái gì, nó là hồi quy phi tuyến hay là hồi quy tuyến tính hay là nó không có mối quan hệ luôn, đúng không? Ví dụ như có những cái điểm dữ liệu, ví dụ như dữ liệu này thì nó không có mối quan hệ, đó là cái điểm thứ nhất, được không? Các anh chị nhìn các điểm dữ liệu, các anh chị cần phải xác định. Cái thứ hai là cho một cái tập dữ liệu, các anh chị cần phải biết là gì, phương trình tổng quan nó có hình dạng như thế nào. Ví dụ như bài này, cho một tập dữ liệu, các anh chị cần phải biết nó là gì, nó là dự báo cái gì, dựa trên thông tin gì, và phương trình hồi quy tuyến tính có dạng tổng quát như thế nào. Được không các anh chị? Cái thứ ba là yêu cầu các anh chị phải giải thích được cái ý nghĩa. Thí dụ như cho một cái phương trình y bằng 3x cộng 1, thì các anh chị cần phải hiểu là x tăng lên 1 thì y tăng như thế nào, x giảm 1 thì y giảm như thế nào. Và cái cuối cùng là các anh chị phải tính được cái độ sai số. Tính được cái sai số. Lần tiếp theo là mình sẽ thực hành. Bài này không có gì mới. Bữa nay thật ra cái mới nó nằm ở cái bài là bài cân bằng dữ liệu á. Còn bài hồi quy này nó cũng đã cũ rồi. Các anh chị đã học rồi. Các anh chị về ôn lại nha. Coi cái lúc mà học máy ứng dụng á, các anh chị coi lại. Slide thì cũng đã có trên hệ thống rồi luôn. Được được không? Các anh chị có gì hỏi không? Dạ thầy ơi, cho em hỏi thì. Rồi. Cái hôm mà buổi học đầu tiên thầy nói là thi 6 điểm là 60%. Nhưng đúng mà rồi. Cái đó là thi đề mở hay đề đóng vậy thầy? Thi đề trắc nghiệm. Dạ. Thì đề mở. Thí dụ như hồi nãy giờ đó. Thí dụ như là giờ thầy cho tập dữ liệu giống như bên trái nè. Rồi thầy hỏi là phương trình hồi quy là như thế nào. Được không? Thí dụ như bạn hôm nay sẽ có những câu hỏi
Thí dụ câu 1 thầy cho tập dữ liệu đó, thầy hỏi là gì? Hãy cho biết bài toán này dựa vào cái gì, dựa trên thông tin gì. À. Rồi thầy hỏi tiếp theo là gì? Hãy cho biết cái bài toán này phương trình hồi quy có dạng như thế nào. Đúng không? Rồi câu tiếp theo là thầy cho một phương trình hồi quy. Thầy họ nói rằng là x tăng 1 thì y tăng bao nhiêu? Giống như nãy giờ thầy hỏi mọi người gì đó. Được không? Thì đề trắc nghiệm. Nhưng mà trắc nghiệm có một số chỗ các bạn phải đánh vào chứ không phải các bạn chọn không nha. À, có một vài câu các bạn đánh mà đánh ít lắm. Đánh khoảng chừng 10 từ là cùng à. Do đó là đừng có lên mạng sợ người dán vô. Rồi các bạn còn hỏi gì nữa không? Câu trả lời thầy rõ không? Thầy cho hỏi cái phần thứ hai, thầy nói là cái nhìn cái phương trình tổng quan của dạng như thế nào á. Thì bây giờ mình có nãy em thấy là bậc 1 là y qua x cộng b với cái bình phương là y nè, nè tổng quan như thế nào, nó đang trên hình, nó đang trên màn hình nè, tức nghĩa là mình phải xác định là có bao nhiêu x. Không, x1, x2, x3, x4, cái tập dữ liệu của mình có bao nhiêu x. Thì khi đó, ví dụ như giờ tập dữ liệu của mình có 4x đi, thì cái phương trình của mình là sao? H bằng theta 0 cộng theta 1 x 1 cộng theta 2 x 2 cộng theta 3 x 3 cộng theta 4 x 4. Được không? Dạ. Nó đang nằm trên hình màn hình của mọi người đó. Để xác định được phương trình tổng quan như thế nào, mình cần phải xác định nó là gì? Là mình có bao nhiêu x, tức nghe đầu vào của mình có bao nhiêu thông tin đó. Ví dụ như cái trên màn hình là chúng ta có hai thông tin x1 và x2. X1 là gì? X1 của bài này là diện tích và x2 là số phòng ngủ. Được không? Được không? Hay là muốn làm thử một bài? Đây, thí dụ như thi cho bài này thì làm sao? Anh Thuận anh làm đúng rồi đó, chứ anh làm trong vòng một nó nhạc á, tức nghĩa là cũng đâu có khó quá đâu, đúng không? Lớp mình chắc phần lớn cũng là gần gần xem nhau hơn, chứ cũng đâu phải là có bạn học cao siêu gì đâu, đúng không? Đúng rồi đó, câu xe đó, đúng không? Được không? Ok, rồi, còn ai hỏi gì nữa không? Còn hỏi thầy không hỏi câu C mà thầy sẽ ghi ra các phương trình. Thì phương trình ở câu C nó có dạng như thế nào? H bằng theta 0 đúng không? Cộng theta 1 x 1 nha, cộng theta 2 x 2 đúng không, cộng gì đó, cộng cuối cùng là theta 0 5 x 5. Được không? Chắc bữa thi máy học ứng dụng xong rồi đâu còn nhớ gì đúng không? Chứ nếu mà ai còn nhớ thì thấy giống hệt máy học ứng dụng thôi chứ có gì đâu.
Cái này là qua môn nào ông mừng môn đó. Rồi mình nghỉ nha. Lần sau mình thực hành hy vọng mọi người hiểu hơn chút. Rồi cảm ơn chị. Bye bye mọi người.